Dạ, chào mừng quý cô chú anh chị em đã quay lại xem kênh YouTube Nhà Đất Vũ Nguyễn. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em mình một cái nền diện tích 530 nha. Thì pháp lý cái này là thổ cư đặt, thì nền mình có view sông luôn. Thì vị trí mình là đang ở ngay cầu Gạch Vinh, sát bên chợ Mỹ Khánh. Từ vị trí nền ra chợ Mỹ Khánh khoảng 500m là tới chợ Mỹ Khánh nè. FPT thì tầm khoảng cây rưỡi số là tới trường đại học FPT. Thì đang ở vị trí giữa cái nền, thì quay phía sau cho quý cô chú anh chị mình xem trước. Thì ở phía sau từ dích tình này qua tới khoảng cái cây này đây, tới cột này nè, từ đây qua đây thì 5m ngang trước năm là dài diện tích ngang 530 thổ cư. Thì giá bán hiện thời là đang kêu bán với giá là 9 triệu một mét vuông. Thì đây ra Cần Thơ thì tầm khoảng 5 cây số là tới Cần Thơ à. Để quay vòng vòng phía sau cho quý cô chú anh chị mình xem trước rồi tới gan trước quay trước cho coi ha. Nè, khu vực hai bên thì nhà ở hai bên hết trơn, thì ở đây cũng còn miếng đất trống nữa nè. Thì theo miếng nhà này từ đây ra dài gan trước là 30m, có mé sông luôn. Rồi từ vị trí đây để đi ra xa ngoài trước cho quý cô chú anh chị mình xem. Dài ra đây luôn ha. Trước này cũng có hàng rào hết luôn rồi nè. Đây, khu đất của mình ha. Đất thì đã đất nạc bằng phẳng. Cây cối nhóc cho. Thì từ mí đây qua tới mí này là 5, dài 30 đó. Có hàng rào trước luôn, có máy sông luôn. Để ra quay máy sông cho quý cô chú anh chị mình xem luôn. Thì đây thuộc sông của Trần Tiền, chợ Mỹ Khánh đi vô, sát khu dân cư Mỹ Khánh luôn. Lộ trước nhà thì ô tô về tới nhà được ha. Có mặt tiền sông. Ở đây thì trên giấy hiển thị là lộ là 6,5m trên giấy. Nhà cửa rất là đông đúc luôn ha. Thì đây là sẽ nhìn ra thấy cây cầu Gạch Vinh. Đó, cầu Gạch Vinh đó. Đây ra chợ Mỹ Khánh thì sát bên. Đây mới sông. Đây mặt tiền sông rất đẹp, thì sông Trần Tiền chạy vô đây, chợ Mỹ Khánh chạy vô. Đường này cũng là đường thông, dân cư ở rất là đông đúc. Thì vị trí nền của mình nãy từ miếng nhà anh đây qua miếng nhà anh đây là 5m, dài 30. Pháp lý thổ cư thì 102m thổ cư, giá bán là 9 triệu một mét vuông. Thì 150m thì tính ra tiền nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào có quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40 để trực tiếp dẫn cho quý cô chú anh chị mình xem nền.